Ngày 27 tháng 5, lực lượng phòng vệ Israel cho biết các binh sĩ của họ đã đánh sập một đường hầm lớn của phong trào Hamas ở thành phố Gaza. Thời báo Israel trích dẫn nguồn tin từ IDF cho thấy, đoạn đường hầm vừa bị đánh sập trên, dài khoảng 800 mét và nằm ở độ sâu 18 mét, gần hành lang Netzarim, nơi quân đội Israel đóng ở thành phố Gaza. Trong đoạn video dài 10 giây được IDF đăng tải trên mạng xã hội X, có thể thấy khói bụi lớn bốc lên từ nơi có đường hầm chạy qua thuộc địa phận quận Sebra ở phía tây thành phố Gaza. Theo Thời báo Israel, việc đánh sập đoạn hầm trên của Hamas là một phần cuộc đột kích chính xác được quân đội nước này thực hiện ở thành phố Gaza. Trước đó, theo hãng tin al Arabiya, quân đội Israel đêm 26 tháng 5 đã thực hiện không kích nhằm vào một trại tị nạn dành cho dân thường Palestine ở thành phố Rafah, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng. IDF thông báo sau đó nói rằng cuộc không kích được thực hiện dựa trên thông tin tình báo chính xác và đã vô hiệu hóa hai quan chức cấp cao Hamas chịu trách nhiệm cho các hoạt động của phong trào này ở khu vực bờ Tây. Sau vụ không kích thành phố Rafah thuộc miền nam giải Gaza, giới lãnh đạo một số quốc gia phương Tây như Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp đã lên án Israel. Giới chức Qatar ngày 27 tháng 5 cảnh báo hành động leo thang nguy hiểm của Israel có thể hủy hoại các nỗ lực của các nhà trung gian quốc tế nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin mới giữa Israel và lực lượng Hamas. Trong khi đó, tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên mạng xã hội X: "Tôi phẫn nộ trước những cuộc tấn công của Israel đã khiến nhiều người dân phải rời bỏ nhà cửa và di tản tới Rafah thiệt mạng. Phải ngừng lại những cuộc không kích như vậy. Hiện không còn khu vực an toàn nào ở Rafah dành cho dân thường Palestine. Tôi kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc tế và thực hiện việc ngừng bắn ngay lập tức." trong phản ứng mới nhất với chiến dịch leo thang quân sự của Israel tại giải Gaza, đặc biệt là cuộc tấn công vào thành phố cực Nam Rafah, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 27 tháng 5 tuyên bố sẽ làm tất cả những thứ có thể để khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải trả giá vì những tội ác chống người Palestine. Theo truyền thông Israel, lời cảnh báo của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào Thủ tướng Israel được đưa ra chỉ ít giờ sau khi xuất hiện thông tin về việc quân đội Israel không kích vào thành phố Rafah khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, hầu hết là dân thường. Trong tuyên bố, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định nước này sẽ tiến hành mọi biện pháp có thể để buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải trả giá vì cuộc tấn công đẫm máu chống người Palestine ở Rafah. Cũng như trong nhiều cáo buộc trước đó nhằm vào Thủ tướng Israel Netanyahu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sử dụng cụm từ sát nhân và man dợ để chỉ trích người đứng đầu chính phủ. Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã tuyên bố sẽ tham gia cùng Nam Phi trong vụ khởi kiện israel phạm tội ác diệt chủng lên tòa án công lý quốc tế icj đồng thời đình chỉ mọi hoạt động thương mại với israel để phản đối chiến dịch tấn công của israel vào gaza